Mình chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh ít bột bán nhân dừa và đậu xanh ba màu nè. Bánh ít là một cái món bánh ngon của người dân miền Tây. Mỗi khi mà nhà có đám giỗ thì các dì các mẹ hay thường làm cái món bánh ít này để cúng cho ông bà. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ lại cho cả nhà cùng xem. Bánh ít bột bán sau khi mà mình hấp ra xong thì da bánh rất là trong và có một cái độ dai giòn sần sật của bột bán và kết hợp với cái vị nhân béo béo bùi bùi của đậu xanh và dừa hòa quyện vào rất là ngon. Cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm cái món bánh ít bột bán nhân dừa và đậu xanh của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Và cách làm cái món bánh ít bột bán nhân dừa và đậu xanh như thế nào thì xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Hôm nay thì ở ngoài vườn nhà mình có một cái trái gấc chín rất là mùi và nó có một cái màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ hái trái gấc này vô để mình làm cái bánh ít bột bán nha. Và để làm ra cái món bánh ít bột bán nhân dừa và đậu xanh ba màu thì hôm nay mình có chuẩn bị là 600g bột bán. Thì mỗi một màu như vậy mình sẽ sử dụng là 200g nha. Và bên cạnh đó thì mình có thêm là 300g bột năng. Mình cho thêm bột năng vào trong bánh để cho bánh của mình nó được trong và dai hơn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh ít bột bán màu gấc và bánh ít bột bán màu xanh lá dứa và bánh ít bột bán màu trắng. Đầu tiên thì mình sẽ vo sạch cái bột bán này, sau đó thì mình sẽ để cho cái bột bán mình nó ráo lại. Bột bán thì mình cũng đã vo nó sạch bụi rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái bột bán nó ráo nước. Mình sẽ qua mình cắt lá dứa để đem đi xay nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt lá dứa nhỏ ra. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong cối xay sinh tố để mình xay để lấy nước. Thì với 50g lá dứa thì mình sẽ xay với là 200ml nước lọc. Nếu mà cả nhà thích bánh của mình có màu đậm và thơm hơn thì mình có thể tăng cái lượng lá dứa lên nha. Bột bán thì nãy giờ mình để nó cũng đã ráo nước rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ múc bột bán mình cho vào trong cái tô nước lá dứa nha. Và mình sẽ ngâm bột bán vào trong nước lá dứa khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ để cho cái bột bán nó rút nước lá dứa để cho bánh của mình có màu xanh được đẹp hơn. Hai phần bột bán còn lại thì bây giờ mình sẽ cho vào trong thau là 500ml nước sôi. Sau đó thì mình sẽ lấy nắp mình đậy kín lại và mình sẽ để bột bán nở trong vòng là 2 tiếng đồng hồ luôn nha cả nhà. Và trong thời gian chờ để cho bột bán nó nở thì bây giờ mình sẽ qua nấu đậu xanh để chút nữa mình sẽ làm cái phần nhân của bánh ít nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 200g đậu xanh. Thì đậu xanh này mình cũng đã ngâm qua nước khoảng được 3 tiếng đồng hồ để cho đậu xanh nó mềm thì mình nấu đậu xanh nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho đậu xanh vào trong cái nồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào là 150ml nước cốt dừa. Hôm nay mình sẽ nấu với nước cốt dừa để cho cái đậu xanh của mình nó được béo hơn. Nếu mà cả nhà không có nước cốt dừa thì mình có thể nấu bằng nước lọc cũng được. Mình cho nước cốt dừa xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào là nửa muỗng cà phê muối để cho cái phần nhân bánh của mình có cái vị đậm đà hơn. Và mình sẽ nấu đậu xanh với cái lửa nhỏ, đừng có nấu lửa lớn quá sẽ bị khét nha cả nhà. Và để làm ra cái nhân bánh ít bột bán được ngon hơn thì hôm nay mình có chuẩn bị là 500g cơm dừa rám. Mình sẽ lựa chọn cái cơm dừa rám để mình làm ra cái phần nhân nó rất là ngon và không có bị sảm nữa. Về phần đường cát thì mình có là 250g. Nếu mà cả nhà thích ăn ngọt hơn thì mình có thể sử dụng 300g cũng được. Và mình sẽ cho thêm vào là 100g đậu phộng để cho cái phần nhân của mình nó được béo béo bùi bùi nó thơm hơn. Và 50g mè rang.
nửa muỗng cà phê muối và 2 ống vani để cho cái nhân bánh của mình nó đậm đà. Bây giờ thì mình sẽ cho dừa vào trong chảo rồi bắt đầu mình xào nhân nha cả nhà. Mình cho dừa vào trong chảo xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho đường cát vào. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào là nửa muỗng cà phê muối. Và mình sẽ xào đến khi nào mình thấy cái phần đường nó rút vào trong dừa và mình thấy những cái sợi dừa của mình nó trong lại và nó dẻo á, thì lúc đó mình sẽ cho đậu xanh vào nha cả nhà. Và trong cái giai đoạn mình xào nhân như vậy thì mình sẽ để với cái lửa nhỏ thôi. Mình để lửa lớn quá thì cái phần cơm dừa của mình nó sẽ dễ bị khét lắm. Phần cơm dừa thì bây giờ nó cũng đã bắt đầu nó trong lại và nó đã rút hết đường rồi nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho đậu xanh vào và để mình xào chung luôn. Sau khi mà mình cho đậu xanh vào trong cơm dừa và mình xào thêm khoảng 10 phút nữa thì bây giờ cái phần nhân cơm dừa của mình nó cũng đã đều rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho đậu phộng vào luôn. Và trong lúc mà mình cho đậu phộng thì mình sẽ tắt bếp để cho cái cơm dừa của mình nó bớt nóng thì đậu phộng của mình nó sẽ giòn hơn. Nếu mà cả nhà không thích đậu phộng thì mình khỏi cho vào cũng được. Sau khi mà mình cho đậu phộng xong rồi thì mình sẽ cho thêm mè rang vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào 2 ống vani nữa để cho cái phần nhân dừa và đậu xanh của mình nó được thơm hơn nha cả nhà. Bột bán sau khi mà mình cho vào trong nước lá dứa mình ngâm có được 2 tiếng đồng hồ á, thì bây giờ những cái hạt bột bán nó rút nước lá dứa có màu xanh cực kỳ đẹp và rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho bột bán này qua bên cái chảo và mình sẽ nấu cho cái bột bán này nó rút hết nước lá dứa, rồi mình sẽ cho bột năng vào luôn nha cả nhà. Thì mỗi một màu như vậy thì mình sẽ sử dụng là 200g bột bán và 100g bột năng. Mình cho thêm bột năng vào trong cái bột bán để cho bánh của mình nó được dai và trong hơn. Bột bán thì ở giai đoạn này nó cũng đã bắt đầu rút nước rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào là 100g bột năng. Rồi mình sẽ trộn cho cái bột năng và bột bán nó đều lại với nhau. Bột bán và bột năng thì nó cũng đã đều lại rồi nè. Và mình sẽ tắt bếp, mình để cho cái phần bột bán này nó nguội lại. Sau đó thì mình sẽ qua mình nắn bánh nha. Da bánh ít bột bán màu xanh lá dứa thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã nguội bớt rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ vo tròn lại. Sau đó thì mình sẽ đè cho cái viên bột mình nó dẹp ra. Rồi mình sẽ cho cái viên nhân ở chính giữa. Mình sẽ bóp cho cái phần da bánh bột bán này nè, nó áp sát vào trong cái viên bột. Thì như vậy cái bánh của mình sau khi hấp ra, cái bánh nó sẽ không có bị bể nha. Đối với cách làm cái món bánh ít bột bán á, thì mình nắn như vậy nó rất là nhanh và dễ làm nữa. Nhưng mà trước khi mà mình nắn bánh á, thì mình sẽ thấm một chút xíu dầu ăn vào trong cái bao tay á, thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị dính. Thì cả nhà xem là cái bánh đầu tiên mình đã làm xong rồi nè. Rất là nhanh luôn. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục làm cái bánh thứ hai nữa nha.
Bánh ít bột bán màu xanh lá dứa thì mình cũng đã nắng xong rồi nè. Màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ thì mình quay qua mình làm cái bánh ít màu gấc và bánh ít màu trắng nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt trái gấc này ra. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần thịt gấc á, mình nhồi vào trong cái bột bán. Hay cả nhà xem này, trái gấc này mình để nó chín rất là mùi, cho nên nó có màu đỏ rất là đẹp luôn. Vì phần thịt gấc rất là nhiều cho nên hôm nay mình chỉ sử dụng nửa trái thôi nha. Phần bột bán còn lại thì bây giờ mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần nửa thì mình sẽ làm cái bánh ít bột bán màu trắng. Và phần nửa còn lại thì mình sẽ làm cái bánh ít bột bán màu gấc nha cả nhà. Bánh bột bán màu trắng thì mình cũng đã nắng xong rồi. Bây giờ thì cái phần bột bán còn lại mình sẽ cho cái thịt gấc vào để mình nhồi cho nó đều nha. Hôm nay mình chỉ sử dụng nửa trái gấc thôi, nhưng mà cái phần thịt gấc rất là nhiều, cho nên cái màu bánh của mình nó sẽ rất là đẹp. Bánh ít bột bán 3 màu thì mình cũng đã nắng xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ qua bắt đầu mình gói bánh. Mình sẽ cho cái bánh ít bột bán màu xanh lá dứa vào trong chén dầu như vậy nè. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong lá chuối để mình gói. Mình cho dầu như vậy để cho cái bánh của mình nó chín á, thì chút nữa cái bánh của mình nó sẽ không có dính vào trong lá chuối như cả nhà. Và cái bánh của mình nó sẽ được bóng và đẹp hơn. Thank you.
Mấy ít bột bán thì mình cũng đã gói xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi hấp và mình hấp bánh. Thì đối với cái bánh ít bột bán này mình sẽ hấp trong vòng là 20 phút với lửa lớn. Phần bánh ít còn lại thì mình sẽ không có gói bằng lá chuối, mà chút nữa mình sẽ cho vào trong nồi, như vậy mình sẽ hấp bánh luôn. Bánh ít sau khi mà mình hấp khoảng được 20 phút đó, thì bây giờ bánh cũng đã chín nè. Mình sẽ dỡ nắp ra cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ bánh ít nó còn rất là nóng, để mình lấy ra ngoài cho nó nguội cho cả nhà xem cho nó dễ. Bánh ít thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã nguội bớt rồi nè. Vậy bây giờ thì mình sẽ dỡ ra cho cả nhà cùng xem bên trong của bánh nha. Bánh ít mà mình gói bằng lá chuối như vậy á, khi mà cái bánh chín mình hấp ra, cái bánh rất là thơm cái mùi lá chuối luôn. Và mình gỡ cái bánh này ra mình cũng không biết là cái bánh màu gì nữa. Wow, cả nhà xem nè. Cái bánh ít bột bán màu gấc nhìn rất là đẹp luôn. Vì lúc nãy mình có nhúng qua dầu ăn á, cho nên cái bánh của mình nó tróc lóc và nó không có dính vào lá chuối. Cái màu gấc cực kỳ đẹp luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục mình dở cái bánh ít thứ hai ra cho cả nhà cùng xem. Wow, cả nhà xem nè, cái bánh ít màu xanh lá dứa cực kỳ đẹp luôn á. Bây giờ thì mình lại tiếp tục mình dở ra cái bánh ít bột bán màu trắng. Thì cả nhà xem nè, cái bánh ít nó trong veo à. Nhìn thấy cái phần nhân bánh ở bên trong luôn. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục dở cái bánh ít nữa ra cho cả nhà cùng xem nha. Thì cả nhà xem nè, cái bánh ít màu gấc nhìn rất là đẹp luôn. Da bánh thì rất là bóng và bánh không có dính vào trong lá chuối nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cho cả nhà cùng xem cái phần nhân bên trong của bánh ít bột bán nha. Hay cả nhà xem là mình cắt cái bánh nó cực kỳ mềm mại luôn. Hôm nay mình làm cái bánh ít bằng bột bán á, cho nên cái da bánh nó có một cái độ dai giòn sừng sực rất là ngon. Hay cả nhà xem là cái phần nhân ở bên trong á, nó rất là thơm. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục mình sẽ cắt cái bánh màu xanh lá dứa cho cả nhà cùng xem. Bánh ít màu xanh lá dứa thì lúc nãy mình không có gói lá chuối, cho nên cái bánh sau khi hấp ra xong á, tròn vo ha, rất là đẹp. Và khi mà mình cắt ra như vậy, cái bánh nó rất là mềm mại và cực kỳ thơm luôn. Đối với cách làm cái món bánh ít bột bán như vậy á, thì cái bánh ăn rất là ngon và ăn không có bị ngán nữa. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh ít bột bán nhân đậu xanh 3 màu rồi nè. Bánh ít sau khi mà mình hấp ra xong á, bánh có màu sắc cực kỳ đẹp. Vì phần da bánh thì mình thấy nó rất là trong luôn nè. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món bánh ít bột bán nhân đậu xanh nha. Mình cầm cái bánh như vậy mình cảm nhận cái bánh nó rất là mềm mại luôn á cả nhà. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận thì mình thấy cái phần da bánh có một cái độ dai giòn sần sật nè. Bánh rất là mềm mại luôn. Và kết hợp cái phần nhân bánh thì béo béo bùi bùi. Ăn trúng những cái hột đậu phộng thì nó rất là thơm. Bánh ít bột bán nó rất là mềm mại cho nên bánh để lâu không có bị cứng. Cả nhà xem clip này thì thích cách làm cái món bánh ít bột bán nhân đậu xanh 3 màu của mình. Thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.
và mình chúc cho cả nhà thực hiện cách làm cái món bánh ít bột bán nhân đậu xanh này thành công nha. Rồi, xin chào cả nhà.